dạ em xin chào tất cả các anh cần thủ chào mừng các anh đã quay lại với video mới của em video này là video số 141 ngày chiều ngày 7 tháng 7 à. video này em sẽ lên một lô cần nhá ở đây em sẽ hôm nay em sẽ lên lô cần uh, đồng giá 600 cho các anh nhá ở đây là cần là những cây cần hai khúc ba khúc à hai khúc ba khúc cho các anh câu đơn ngâm lăng xe nhá ao hồ đây sông tự nhiên đều được anh nhá các anh sang hàng đều được cả những cây này đây, những cái này thì em hôm nay lên đồng giá cho các anh hết luôn nha chắc liệu là các bom khuyên bát là khuyên bát Fuji ha và ở đây có những con bốn máy nha bốn con máy hai con máy size nhỏ và con máy Shimano Utega 6.000 nhá đây cho các anh câu lục câu biển đều được Utega Utega 4.000 ạ à. Utega 4.000 nhá tay cầm núm gỗ và bên đây bên tay phải là sẽ có những dòng là lu và hai ba khúc ba khúc dây trong cần tay cho mình cần tay cho các anh, các anh, câu đơn câu đài nhá đây ISO khoen nhỏ lớn khoen nhỏ cần dây trong đều có ạ. À. bên kia thì sẽ có những loại cần đắp khúc nha đây cần tay đắp khúc cho mình và hôm nay em sẽ có một cái phôi nhá em có một cái phôi Shimano ạ, à. đời cao các anh à nhá đây phôi sub Shimano dài 4m5 cứng cx à. 4m05 nhá 4m05 cứng cx anh đâu đặt hàng vui lòng liên hệ Zalo hoặc số điện thoại em có ghi trên màn hình số điện thoại của em là 03567 76692 giá bên em vận vậy chưa bao gồm phí ship phí ship mỗi máy là 30k mỗi cần là 40k sẽ đóng ống nước ship có toàn quốc cho các anh nhé đây em xin phép lên sản phẩm đầu tiên ạ à. anh nào đặt trên hai sản phẩm thì em sẽ hỗ trợ bao ship nha đầu tiên đây con máy rất đẹp ạ à. đây Sony Spin 1000 size thật là 1000 ạ à. số cước của nó đây số 1 là 95m nha đây số 1 là 95m giá tiêu ghi sẵn là 500 chắc là cao nhé dòng China carbon China đây Mẫu pin là mẫu pin sống nha Cắt cước đây cắt tốt đây máy rất tốt cả nha Lăng cước, Lăng cước đẹp đó. đây Lăng cước vẫn còn trơn tru nha đây cái màu nó không sáng cho máy thôi đây tay quay trái phải đều được okuma đây một chiều chút chẳng con máy quay tốt cho mình nhá con này thì các anh mua các anh câu luôn câu cá nhỏ câu ao hồ gần nhà nha rất đẹp cối thì có đục lộ đây. con này mã số 1 mã số 1 giá 200k mã số 1 nhá giá 200 mã số 2 ạ à, con này spin spin AB IX đây 1500 sai thật là 1500 nhá số cước là 1.5 là 100 số 2 là 80 của hãng Alpha Tech Cơ tiêu ghi sẵn là 5 chấm cũng là cao luôn tích taker ra nha tay quay đổi tay trái phải đều được ạ à. một chiều chốt chặn đây gạt cước đây chắc tốt nha Đàn cướp còn đẹp chắc tốt mô binh là mô pin sống lưỡi gạt kêu cối là cối hộp kim nhá có đục đây tay quay một chiều chốt chặn có thắng abs à. thắng abs đầy đủ ra nhá đây hai chiều đây con này ngoại hình tổng thể thì rơi tầm là 85 90 phần trăm cho mình thì ngoại hình ở đây thì nó có sơ xước thôi ở trên còn đẹp cho mình mã số là mã 2 giá 250k mã số 2 nhá sai nhỏ ra nhá sai 1.500 tiếp đến là con Shimano đây đây mấy dạng đời cao cho mình con này Shimano Utega 6.000 đây câu chắc tốt anh nhá anh câu lục chắc tốt sang sang cách tra đều rất ok mô pin là mô pin sống nha thử gà kêu Utiga 6.000 size thực 6.000 cước đây lăn cước đây đây lăn cước đã sử dụng qua ra nha đây vẫn còn đẹp cho mình khá đẹp đây tay quay thì đổi tay trái phải đều được số cước của nó đây số 4 là 240 số 5 là 190 số 6 là 150 đây một chiều chốt chẳng thắng ABS đầy đủ nhá cước vẫn còn đầy trong lô Quay rất mượt nhá còn rất mượt cho mình luôn. Đây, không tiếng kêu. Cái tiếng động cơ rất là êm. Đây. Quả hình đây, à. đây. ạ. Quả hình thì rơi tầm là 90% nhá Đây. Con này, Utega này là của Japan nhá Em mời các anh xem. Đây, mã số của nó là mã số 3. Giá là 1 triệu một 500 ạ. À. Mã số 3 giá 1 triệu 500 nhá Tiếp đến là con Utega này dạng đề thấp hơn tí. Con này Shimano Utega size 4000, câu đa dạng câu các anh nhé. Các anh câu lu câu ngâm lăng xe ISO, câu lục đều được nha, câu lục đầu cần cho mình. Một pin là mô pin sóng lưỡi gà keo. Đây. Cối là cối hợp kim cho mình, thân là cáp to nhé, cước đây. Tốt. lăng cước thì cá anh, anh đây. Đây, các anh có lăng cước khác thay vô cũng được hoặc là vẫn dùng ok các anh nhá Đây thì nó có bong bong ở trên Đây, Để. giống như là muối cuối chạm vào thôi ha. cối hộp kim tay quay nấm gọn tay quay đổi tay trái phải đều được nhá một chiều chút chặn đây thắng abs nhá Size 4.000 thì mình đa dạng câu ạ à. đây gạt cứ đây hai chiều đây quay rắc mượt ca nhá con này là cũng là japan ban ca nhá đây mấy in japan ban cho mình có in trên trừng nhá Mã số là mã số 4 giá là 900k. Mã số 4 nha, giá 900. <laughs> Tiếp đó là em xin phép lên cần. Thì cần cần đồng giá này thì em xin phép đánh giá từng đánh đánh số nha, đánh từng mã. Ở đây thì mã là mã số số 5. Mã số 5 một cái căn hai khúc cho các anh cầu ngâm đơn lăn xe đều được các nhé chiều dài là 2m7 cứng 80 của Korea xuất nhật dòng Proket đây Sidon đây bát của nó là bát Fuji DBS bát Quảng. dàn khen là dàn khen Fuji nhá đây đây cầm cái mút ạ ngõ của nó là 3.2 3.7 ra nhá Các anh đợi một tí đây. ở đây thì cây này nó có bị hụt ngọn à. cái này thì nó có bị hụt ngọn ra nhá ngọn của nó hiện tại là 3.7 cho mình nha nó hút ngọn tầm là 10 ít thôi các anh nha tầm là 8 8 đến 10 xăng cho mình hút ngọn thì nó khoảng là còn là tầm 26 nha 26 cho mình dành khen là dành khen Fuji ạ à. đây em mời các anh xem dành khen Fuji nhá cũng chỉ chích keo đây quay keo còn rất là đẹp luôn đây. hôm nay em xả lô đồng giá cho các anh nhá đồng giá những cái càng chất liệu carbon áo hồ sông suối đều được nha cái này mã số là mã số 5 giá là 600k mã số 5 giá 600k nhá hàng nhật bãi mã số 5 mã số 6 đây cây mã số 6 nha cái này cũng là cái này là ba khúc cho mình chiều dài 3m3 cái này nguyên dinh nhá nguyên dinh nguyên bản chiều dài 3m3 của hãng Ryobi mã cốt đây còn hàng nội địa nhá đây mời các anh xem hãng Ryobi nhá bát của nó là bát Fuji chữ vàng bát quặng à. dàn khen là dàn khen Fuji nhá ở dưới đây thì có cái dây chế cột bảo hiểm cho mình ngõn của nó là 2.3 trọng lượng là 285 gram à. thì ngoại hình thì có sơn xước hoặc là bụi bẩm các anh về chịu khó vệ sinh giúp em nhá đây chị đây cuốn chỉ chích kêu sống nhá đây còn rất đẹp khen cái là khen to cho mình tầm đây tầm đường kính hai ngón tay của em đơn ngâm lăn xe đều được các anh nhá ao hồ sông suối ok cái này mã số 6 giá là 600 k mã số 6 nha giá 600 mã số 7 cái này là có chiều dài 3m3 nhá cái này 3 khúc cho mình cứng là cứng 30 đây cảm giác không cứng không mềm nhá cái này là của hãng Suzumi ạ dạ. hãng Suzumi tem vàng còn đầy đủ hàng nội địa nhá cái này bát của nó là bát hạng bát hạng cho mình bát hạng special nha bát là bát quặng ạ à. phía bên dưới đây phía bên dưới đế là cái mút cứng cho mình cao su cứng ở đây có cột bảo hiểm cho mình nha khoen cột bảo hiểm ạ à. ngọn của nó là 2.3 trọng lượng là 300 g dàn khoen là dàn khoen Fuji nhá đây ở đây cuốn chỉ chích keo sống ạ à. đây cuốn chỉ chích keo sống nha dàn khoen đây, hoàn toàn là khoen Fuji hết các anh nhá Ken Fuji các anh nha. Cái này thì ba khúc, chiều dài 33 cứng 30, hãng Suzumi, mã số 7 giá 600k. Mã số 7 nhá, giá 600. Mã số 8. Cái này là dòng Holding Sport. Chiều dài 2m7 cứng 80. Cũng là hãng Suzumi nhá, hãng Suzumi tem vàng còn đầy đủ. Đây, hàng nhập bãi các anh nhé. Cái này có ngọn là 2.8 trọng lượng là 257 g. Bát của nó là đây, bát hạng nhá, bát hạng HPS 20, bát quặng á. Bát quặng ra nhá. Dàn khoe là dàn khoe Fuji ạ. À. Cũng chỉ chích keo sống nha chỉ chích keo sống. Đây. Đây. Ngoại hình thì nó có dính keo dính đồ các anh về vệ sinh lại giúp em nhé em vàng còn đây ở đây thì nó có chày nước sơn thôi <laughs> cái này có mã là mã số 8 giá là 600k mã số 8 nha giá 600 đây mã số 9 ạ à. mã số 9 nha cái này thì có chiều dài 2m1 cứng là 50 à <laughs> đây dòng hậu dòng power của hãng Suzumi luôn nhé đây super Focus đây tem vàng đây đầy đủ ca nha cái này có ngọn là 3.4 trọng lượng là 215 g 215 g chiều dài 2 m cứng 50 à cái này có bát là bát DBS 20 bát quặng cho mình dàn khoen là dàn khen Fuji nhá cái này thì có phú chỉ quay keo cho mình đây chỉ chết keo nhá quay keo đây khuyên cái của nó là bằng một ngón tay một ngón tay rưỡi thôi nhá đây em mời các anh xem chất liệu là carbon ạ. À. Thì màu nước sơn là như trong video các anh đang thấy nha. Đây. Mã số là mã số 9, giá là 600k, ngọn 3.4, trọng lượng là 215g, mã số 9 ạ, à. giá 600 nhé Ở đây, mã số 10. Cái này thì có 3 khúc ạ, à. cái này dài hơn nhá cái này chiều dài là 3m6, cứng là 50. Đây, dòng Alex của hãng Ryobi nha, hãng Ryobi. Đây, tem vàng còn đây nhá tem vàng vẫn còn nó bị chay rồi thì những cái cần này hay nhập tại nhập về đây thì cái này có ngọn là 2.9 ly trọng lượng là 375 g mà bát của nó đây bát là bát Fuji DBS nhá bát quặng cho mình dàn khoen là dàn khoen Fuji đây cuốn chỉ nhá cuốn chỉ chiếc kêu sống ạ. À. khoen cái là một... đây khoen này không phải khoen cái khoen này cái thứ hai nhá khoen thứ hai trở lên khoen cái là ở bên trên khoen cái đây khoen cái hiện to cho mình đây cuốn chỉ ca nhá cuốn chỉ cả. Rồi, cái này có mã là mã số 10, giá là 600k nhá. Thì cần nhật bại thì cái phôi vẫn còn đây. Cái phôi thì vẫn còn nguyên vẹn, Khen thì còn còn mới đẹp cho mình. Đây. Cái này mã số 10 giá 600k, còn 2.9 trọng lượng 375g. Mã số 11 ạ. À. Đây, mã 11 nha Cái này có cuốn chỉ màu hồng nhá. Chiều dài 36 cứng là 30 à ST. Đây cũng là hãng Suzumi nhá, dòng in the Town. Bass của nó là bass special. Focus sheet đây, bass quặn ạ. À. Dàn khoen của nó là dàn khoen Fuji nhá. Bên dưới thì cán mút cho mình, cán cán cao su nhá. Cái đế cao su. Ở đây thì có cột dây bảo hiểm, khoen cột bảo hiểm cho mình. Đây. Dàn khoen Fuji các anh nhá. nước sơn màu hồng phối màu kem nhé như trong video các anh đang thấy cái này mã số của nó là mã 11 giá là 600k ngọn là 2.4 trọng lượng là 386g Đây, em có căn đầy đủ rồi ta nha cái tiếp theo mã số 12 Đây, cái này dạng màu tím và màu kem nhá chiều dài 2m7 cứng 120 dành cho các anh thích độ cứng cao nha. của hãng Suzumi ạ à. Đây, ở trên thì có sơ sước nha. Cần như nào thì em ship cho các anh như vậy nha. Bát là bát special. Đây, focus ship bát quẳng cho mình. Phía bên dưới là cán, là cán gỗ. Cán dạng cán gỗ cho mình nha. Cán gỗ. Đây, cán gỗ nha. Dàn khoen là dàn khoen Fuji. Đây, cuốn chỉ chích keo nha. Đây, cuốn chỉ chích keo. Đây, bên này thì có chày ta chắc Không ảnh hưởng gì cái phôi thì nhập bại về nó, nó va chạm chạy xước nha đây còn nguyên dinh nhá cái này độ cứng cao chiều dài 27 m cứng 120 Mã số 12 giá 600k, ngọn 2.2 ly, trọng lượng 342 g <laughs> Mã 12 nhé. Anh nào đặt hàng vui lòng liên hệ Zalo hoặc số điện thoại em có ghi trên màn hình. Số điện thoại của em là 03567 ạ. À. Tiếp theo, cái này có chiều dài 2 m cứng 30 dòng Intermaster của Kodia xuất nhật Kodia xuất nhật nha. chiều dài ngắn đây cho các anh muốn đi câu ở mấy cái bờ kè đồ nó bụi rậm đồ đó đây hoặc là đi lên rừng lên núi các anh nó ngắn nó ngắn gọn cho mình cái này có ngọn là 2.5 trọng lượng là 198 g ở dưới là mút nhá mút mềm cho mình cái đế là mút mềm <laughs> bát là bát bát này là bát hạng nhá bát HBS bát quản cho mình khoen là khoen Fuji đây cuốn chị quay keo còn đầy đủ nhá đây nước sơn như trong video các nhá một kem màu xanh lục cho mình tay cầm mút ạ cái này ngọn là 2.5 trọng lượng là 198 g mã 13 giá 600 k mã 13 nhá mã số 14 Đây mã 14 này Cái này có chiều dài 3m3 Cứng là 50 Có 3 khúc cho mình Mẫu nước sơn là màu sơn trắng và màu hồng à. Đây dòng Interdow Của hãng Suzumi Cái này bass cũng là bass special Bass quặng nha Cái này có ngọn là 2.5 Trọng lượng là 362 g ạ à. Dàn khoen là dàn khoen Fuji nha Để là đéo cao su cho mình Đây. Để cao su Khoen, Fuji nha cũng chỉ quay keo vẫn đầy đủ đây mọi hình thì nó có mấy phần thì sơ xước đây Hãy mời các anh xem nhé ở đây thì dính keo thôi chịu khó gì vệ sinh lại nhá đây tem vàng còn đầy đủ à cái này mã số là mã số 14 giá là 600 k mã 14 bốn nhá giá sáu trăm <laughs> dạ em xin với lên cây tiếp theo nhá cây kia thì em em sơ suất tí cái này cái này là cái cần lua à. cần lua máy đứng ra nha của hãng Daiwa cái này là các bông sắn ít cho mình sắn ít hai da là phôi rất là dày ra nha đây dòng Phantom cái này có chiều dài là một m năm ạ chiều dài một m năm của Taiwan xuất nhật là Đài Loan xuất nhật ra nha cái này thì nó câu cảm giác cho mình cái này là nó tải mồi là 7g mắt 7g tại cá là 4 lb ra nha. tại cá là 4 lb ạ tay cầm cán mút bát là bát quặng bát hạn cho mình bát hạn đai qua nhá phantom dàn quen là dàn khoen fuji ạ à. em mời các anh xem cái phôi nó đây phôi là các bông sẵn ít nhá đây. đây ở trên thì có cuốn chỉ chống nội cho mình đây. cái này dành cho các anh câu giải trí câu cảm giác rất là cao các nha. Cái này cứng độ tầm lại L cho mình. Đây. Mã số là mã số 15, giá 600k. Cái này có ngọn là 1.9, trọng lượng là 77g, rất nhẹ các nha. Mã số 15 giá 600k. Đây, tiếp đến là một cái cần ba khúc dây trong à. có bao vải đi kèm nha, chính hạng Suzumi của mình. Đây. Cái này có chiều dài là 3m. Ngọn độ cứng là 50 ạ. À đồ cứng 50 nhá của hãng Suzumi đây dòng mát Marine Way đây tem vàng còn đầy đủ đây Để mời các anh xem đây cái này thì bát của nó là bát full bát DMB S bát hạng cho mình bát quặng nhá bên dưới là có khoen có khoen cột dây bảo hiểm mà đây còn khá mới cho mình phía dưới tay cầm là mút nhá, mút dạng này hơi cứng hơi mệt, hơi cứng thôi, cái này có ngọn là 2.9, trọng lượng là 270g đây, nước sơn như trong video các anh nhé, dạng ở đây dạng màu bạc xanh dương rồi lên trên đây, đây. khoen của nó đây, khoen của nó là xứ là xứ xích nhá xứ xích bên trong Đây, cho mọi người xem nhé. Đây. Cái này cấp bông sóng 2 da. Cần 3 khúc dây trong. Cho các anh fan dây trong. Cái này mã số 16, giá 600k. Mã 16 nhá giá 600k. Câu đơn ngâm lăng xe đều được như những cây kia các anh nhé. <laughs> Tiếp theo là một cây cần tay ạ. Cho các anh câu đơn câu đài nhá Câu đơn câu đài đây. Đây, cái này có chiều dài là 36 Tem vàng còn đầy đủ hàng nội địa nha Cái này có ngọn là 0.7 Trọng lượng là 89 g ạ à. Các Carbon sắn 2 da cho mình nha Carbon sắn 2 da Của TFC Có đi kèm một cái bao vải Nắp chụp đầy đủ ca nha Nắp chụp của nó đầy đủ Đây Tay cầm là cuốn chỉ Được cuốn chỉ cho mình Đây Nắp chụp đi kèm nha ngọn của nó đây ạ à. Đây. cái cần tay nhá cho các anh câu đơn câu đài đều được đây cái này cứng độ tầm là 3.5 đến 4h cho mình đây, cứng độ tầm là gần 4h nhé các anh nhé bấm cứng gần 4 hấp thì cái góc của nó đây em đo cho các anh xem luôn cái góc của nó là 12.5 nhá phí phần chỉ tay cầm là 21.0 cho mình cái này cần tay carbon mã số 17 giá là 700k mã 17 nhá giá 700 cái tiếp theo cái này cần ISO khoen nhỏ của hãng NFT các anh nhá đây dòng E-NOT chiều dài 5m3 cứng 1.5 mặt à mã code tem vàng đầy đủ nhá hàng nội địa tay đây NFT các nha cây cần ISO của nội NFT cái này bát là bát Fuji stainless à. ngọn của nó là 1.5 trọng lượng là 222 g góc tay cầm đây góc tay cầm thì dạng hình chữ nhật cho mình đây 23.3 ở bên đây là tầm là 26 nhá góc của nó là 20 à. đây có nắp chụp đi kèm nhá nắp chụp dinh của nó dàn khoen của nó đây em mời các xem nhé dàn khoen fuji fuji dàn súp sám cho mình đây còn nguyên dinh nhá các anh nhá còn nguyên dinh này đây. cái này thì nó có là hai ba bốn năm sáu khoen chạy nhá sáu khoen chạy đây. bên trong là các bông sẵn cho mình sẵn hai già ca nhá iso khoen nhỏ thì những dòng iso khen nhỏ thì độ dẻo của nó rất là dịu đó các anh nha đây công thì cảm giác câu cá thì cảm giác cây cần nó rất là cong nhá nên các anh nào là dùng qua những cây cần iso khen lớn cứng rồi thì mình khoan hẳn đặt cái cây này nhá các anh nhá các anh muốn thử cảm giác lạ thì mình hẳn đặt đây cần iso khen nhỏ nhá độ công dịu câu cảm giác cho mình Hạ, hạ tay đều được các à, anh nhé. Hạ làm cằn tay đều được ạ. À. cần NFT. Cái này mã số 18. Giá là 1 triệu 800 ạ. À. Mã 18 nha. Giá 1 triệu 8. Tiếp đến là một cái cằn tay trở máy. Trọng lượng rất là nhẹ. 98 gram các anh nhé. Cằn tay chở máy vừa câu tay vừa câu máy đều được. Chiều dài là 36. Dòng Mod Pro suway của hãng Nissin nha. Hãng Nixon nè. À. Tem vàng đầy đủ đây. Hàng nội địa luôn. Cái này thì nó có ngọn là 0.8, trọng lượng là 98 g Bát của nó là bát Fuji F6 nha. Đây, F6 ra ban cho mình. Góc tay cầm đây ạ. À. Cái này rất là nhẹ. 20 nhá rất nhẹ. 98 g Cần tay chở máy, khen là khen Fuji xứ xám. Có nắp chụp. Đây. Đây, mời các anh xem. Ngọn nhá dàn khoen thì còn nghiêng hết nha đây. Đây. khoen rất nhỏ nha cần tay chở máy ạ à. chiều dài 36 cái này cứng độ tầm là 4h cho mình đây. 4 đến 5h nha ca nha chiều dài 36 cần tay chở máy của hãng Nissin. Cái này mã 19 giá là 950k. Mã 19 nha, giá 950k. Tiếp đó là một cái cần hạ 3 khúc. Cần 3 khúc nhá Câu ngâm lăn xe cây này thì nó có bóng sẵn quăng cho mình. Cái này có chiều dài là 3m3, cứng là 60 ạ. À. Đây, C2 tờ của hãng Alpha Taker. Cây này Kodia xuất nhập cho mình. Nước sơn là sơn một kem đây. Một kem cuốn chỉ là màu dạng màu bạc xanh lục đây. Đây cầm cán mút nha. Cái này có ngọn là 2.2 ly, trọng lượng là 350 g. Bát của nó là bát Fuji DB. Bát Fuji FPS D20. Ra bà nha, bát là bát quặng cho mình. Bên dưới có buộc dây bảo hiểm nha, có khen buộc dây bảo hiểm. Chàng khen là chàng khen Fuji ạ. À. Đây. Cần 3 khúc nha, cần 3 khúc. Đây, các bông sẵn, sẵn, sẵn văn sẵn nội cho mình. Đây. Đây. Đầu bu của nó là đầu bu full xích nha Đây, đầu bu full xích cho mình. Em mời các anh xem. Đây, full xích nha Cần còn khá mới cho mình. Cái này là mã là mã 20. Giá là 1 triệu ạ. À. Mã 20 giá 1 triệu nha <laughs> Tiếp đến là một cây cần, cái cần rút dây trong của hãng Daiwa hãng đai qua các nha cái này là có chiều dài là hai mét bảy cứng là 30 có đi kèm nắp chụp cái này là của mấy in Việt Nam nhá Việt Nam mình nó xuất nhập đây thì Nhật Bản nó nhập về nhá đây tem vàng mã cốt đầy đủ nhá đây xứ là xứ sức cho mình bát là bát hạng bác bát hạng đai qua bát quặng cho mình nhá bát Fuji luôn nhá bát này bát Fuji đây mời các xem cần rút dây trong cái này rất là nhẹ ngọn là 2.4 trọng lượng là 242 g hãng đai qua đa dành cho thêm đai qua nhé anh nào thêm đai qua là dùng những cần này rất là thích hợp nha các bông xoắn hai già đây bên trong còn đẹp các anh nhé Ở chỗ nào có sơ xuất thì em quay cho các anh nhưng mà cần này còn đẹp cho mình đây lắp chụp đi kèm đầy đủ sứ đây em mời anh xem sứ xích nha chất liệu là carbon carbon sẵn hai ra. cái này mã số là mã số 21 giá là 650k nhé mã 21 giá 650k tiếp đến là một cái cần iso iso khen lớn nha. carbon rod cho mình đây em bán nửa giá ra nhá cây này cái này em sẽ đọc thông số đây cái này có chiều dài là 2m1 trọng lượng là 85g cái này có 3 lóng ạ. À. Thu gọn của nó là 79 cm nha, 79 cm, ngọn của nó là 1.2 ly, trọng lượng là 100 trọng lượng. Đây, em xin lỗi góc nha, góc là 17.2 ạ. À. Góc 17.2 nha, carbon rod cái này hàng nội địa luôn. Đây. Có đi kèm bao, bao ni lông, bao. Đây. Cái túi nha, cái túi của nó và cái túi vải đây. Vải dạng vải lũ cho mình. Có đi kèm nha, đây, mời các anh xem. Chiều dài 2 mét 1 cứng là 10. Bát là bát Fuji. FB6 bát chữ vàng, bát gặp cho mình. Đây, các bông sắn hai da nhá Ốc tay cầm còn khá đẹp. Hàng lướt qua cho mình. Đây, nguyên dàn khen là dàn khen Fuji. Sứ sảm nha còn nguyên dinh nguyên bạn à. Đây, cái đầu ngọn của nó đây, đầu bu của nó đây. Còn nguyên dinh các anh nhá Đầu bu này là đầu bu nguyên dinh nè. À. Đây, cái này thì nó có là 3, 4 khen chạy cho mình 4 khen chạy nhá cứng 10 cho các anh đánh cảm giác ném xa công ngâm ném xa rất rất tốt anh à, nhé đây cái này mã số là mã số 22 giá của nó là 950k ngọn là 1.3 trọng lượng là 85g đây, tầm đó nha trọng lượng đây trọng lượng thì đây có rồi trọng lượng thực cũng là 85g mã số là 13 23 22 nhé trọng số tổng. mã số 22 giá là 950k <laughs> tiếp đến là một cái cần iso khen nhỏ nhá cái này thu gọn cho mình thì những cây này thì nó thu gọn cho các anh tiện lợi nha cái này là tầm là 80 sân các nhé tầm 80 xăng cho mình tiếp đến là một cái cặn iso khen nhỏ mã số 23 cái này là tầm là 75 xăng ạ à. 75 xăng nhá thì những cây này thì nó không có đi kèm nắp chụp nên em sẽ tìm nắp chụp khác cho anh nhá cái này có chiều dài 3m3 đây, 3m3 nhá của Roran Capo đây hàng nổi đĩa ra nhá em vàng và còn đầy đủ ở đây cuốn chỉ cuốn keo đây vẫn còn rất đẹp bát của nó là bát Fuji FS6 Japan ngọn của nó là 0.8 trọng lượng là 154 g tay cầm cuốn chị nha đây đầy đủ đây dàn khoen là dàn khoen Fuji ạ à. ngọn của nó đây ạ à. rất đẹp nha chiều dài 3m3 cái này cứng độ tầm là đây để em kéo ra ta nha các bông sẵn à. đây cần còn đẹp cho mình cần còn đẹp nhá cái này cứng độ tầm là 3 cứng bà nha các nha cứng bà cái anh hạ tay thì nó xuống nó, nó lên tới nó tặng là 4 nha 4 đến 5h cho mình Đây. càng nghi khen nhỏ cái này mã số 23 giá là 550k mã 23 giá 550 nha đi xô khen nhỏ tiếp đến là cần dây trong cần hai khúc dây trong cho mình chiều dài là 2m7 ra nhá chiều dài 2m7 cứng là 120 của Made in Korea xuất nhật trong Profet đây đây hai carbon rod nha cái này chiều dài hai mét trọng lượng là 330 g cái này có hai lóng hai ngọn nha là là hai lóng ngọn của nó là 2.6 trọng góc của nó là 37 à đây thu gọn mỗi cây là 1 mét tư nha đây. hộp nguyên zin à đây để một tí nha cái này thì có đi kèm với bao vải của nó ở bên trong bao vải đen nha một có một bao vải đen này. đây một bao vải đen ra nhá đây cần dây trong hai khúc độ cứng cao luôn ra nhá đây còn còn đẹp cho mình như hàng lướt rồi hàng lướt nha bát là bát Fuji chữ vàng đây DBS bát quặng phía bên dưới đây mời các anh xem cần dây trong nhá bắt quặng ạ xứ là xứ môi trẻ xứ sức cho mình đây hồi rất dày các nha cần hai khúc dây trong chiều dài hai m cứng 120 cái này có mã số là mã số 24 giá là 800k mà 24 nha, giá 800 Tiếp đến là cần ISO ISO của hãng Daiwa, ISO khen nhỏ Có đi kèm túi nha, túi của hãng Daiwa Đây Túi màu đen Cái này chiều dài là 5m3, cứng là 1.5 Dòng Rigon ISO Đây, hãng Daiwa nha Cái này là Made in Korea xuất nhật Tem vàng mã code đầy đủ Ngõ của nó là 1 ly Trọng lượng là 220g bát là bát Fuji stainless nha bát viết cho mình bát cặp ạ. cuốn chỉ chiếc keo quảng cầu rất đẹp luôn đây phía bên dưới đây đây có nắp chụp đi kèm đầy đủ ạ à. nắp chụp Fuji nhá dàn khen là dàn khen Fuji mọi người xem ngọn của nó đây cái này thì nó có tổng cộng là hai ba bốn bốn chạy ra nhắc bốn khiên chạy thì ở đây nó có cái núm cao su tròn của nó đây các bông sắn à. càng iso khen nhỏ nhá các nhá độ dịu nó cao đây, ở đâu thì ở đâu xước thì em quay trỏ cho các anh xem nhá càng này thì nó không có xước cho mình đây núm cao su càng không có xước ra à nhá càng rất đẹp rất đẹp nha cái này cần ISO khen nhỏ của hãng đai qua đây chiều dài 5m3, 5 3 cứng 1.5 mã số 25 giá là 1 triệu 2 à. mã 25 nhá giá 1 triệu 2 tiếp đến là một hạ cần hai khúc ạ. À. cần 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 gấp khúc nha cần tay gấp khúc cho mình cái này chiều dài là 4m5 ạ. À. chiều dài 4m5 ngọn của nó là 0.8 trọng lượng là 100g càng hai cần giáp cúc nha càng tay cho mình dạng cần tay độ cứng của nó là tầm là ba ba h ba h nha ngọn của nó đây ạ à. Đây. cái này thì nó có năm lóng cho mình năm lóng nha đây. càng còn khá đẹp đây ít sơ anh nhá không thấy sơ xước đây chất liệu của nó là carbon cao nha. Cái này mã số là mã số 26. Giá là 10 giá là 700k nha. Mã 26 giá 700 ạ. Tiếp đến là một cũng là cái cần. Cần tay gấp khúc nha, có đi kèm bao vải vàng. Cái này là có chiều dài là 4,5 m, ngọn là một ly, trọng lượng là 185 g. Rồi, còn khá rất sáng, rất đẹp cho mình nha. Tay cầm cuốn chị đây. Rồi, cuốn chỉ bóng cho mình nha. Rồi nội gân nhá nội gân cuốn chỉ chích keo nội gân cái này thì nó là cần chút nha đây cần chút cho mình chắc liệu là chút nha nó thì nó có tổng cộng là năm lóng cho mình 5 lóng ạ à. Đó, của nó đây còn đẹp cho mình nhé các anh nhé còn đẹp đây, cái lóng này cái lóng này thì nó có sơn nhá cái này là cái sơn kim tuyến cho nó kim tuyến của cái cây à, đây bên trên nhá đây kim tuyến đây mọi người xem kim tuyến ra nhá không phải là bị nhám nhá càng chút ạ loại chút nghệ nhân cho mình chiều dài 4m5 ca nhá cái này mã số 27 giá là 500k mã 27 nhá Tiếp đến là một cây cần carbon ạ. À. Có đi kèm bao vải màu đen nha, đi kèm bao vải màu đen rất đẹp. Cái này rất là nhỏ các nha, cái lóng của nó đường kính lóng của nó rất là nhỏ gọn cho mình luôn. Đây. Cái này là hàng nội địa nha, chiều dài của nó là 2,4 m. 2,4 m gốc tay cầm của nó đây, được cuốn chỉ rất cứng nha. Đây, góc tay cầm là 18.9. Phần lóng của nó, gốc lóng của nó là 16.3 thôi các nha, 6.3 đây rất là nhỏ 4.4 đây ngọn là một ly trọng lượng là 51 g chắc nhẹ nha rất là nhẹ đây có nắp chụp đi kèm nắp chụp gỗ ạ cái này có ba lóng cho mình đây đóng ngọn đây đây cái này cứng độ tầm là 4H, 4 h 4 đến 5 h cho mình chiều dài 2,4 m đây nhỏ gọn ra nha Cái này mã số là mã số 28 giá là 600k à, 28 giá 600 Đây Cái cần tay giáp khúc VIP nha VIP cho mình Cái này độ cứng là tầm 3, 3H 3 đến 5 3, 3 đến 3.5H nha Cái này là hàng nội địa Nhật Bản Đây em mời các anh xem Chiều dài của nó là 4m5 à, Của hãng Olympic nha Các bông sẵn hai da cho mình Tem vàng còn đầy đủ đây cái này có ngọn là 0.8 Trọng lượng là 160, 106 gram à. Nhẹ cho mình nhá 106 gram thôi Đây, Tay cầm là cuốn trị Đây Góc tay cầm là 20 1.9 nha Ở đây thì 10 10 à, 10 2 Bên trên đây Bên trên có nắp chụp đẹp cho mình Nắp chụp gỗ Đây Dây và Dây lũa cho mình nhá có đi kèm là một bao vải bao vải hạng của nó nha bao vải hạng Olympic ạ à. đây cái này thì nó có tổng cộng là 5 lóng cho mình chiều dài 4m5 nhá thường là 5 lóng bên trong còn đẹp cho mình nhá đây. sơn lóng bên trong là là màu đen hết ạ à. màu đen hết nha bên đây phần này có màu nè nha cần tay gấp khúc cái này là hãng Olympic hàng nội địa Nhật chiều dài 4m5 mã số là 29 giá là 1 triệu 500 nhé mã 29 nhá giá 1 triệu rưỡi cuối cùng là em lên xin phép lên cây phôi của Shimano nhé cái phôi sub của Shimano ạ à. cái này có chiều dài là 4m5 cứng là CX nhá cứng CX ạ à. đây cái này là ngọn của nó là bên đây hiện tại là nó bị hụt một tí rồi nhá bị hụt một tí thôi đây chắc là ít thôi chắc là ngắn thôi nha bị hụt một ngắn rồi cho nên em đã để rẻ lại có cho các anh nhá ngọn của nó đây em sẵn em đo cho các anh luôn cái đầu bù nhá các anh có đầu bù khác anh thầy vô đây để em tí ạ à. đầu bù là tầm là 2.4 ra nhá 2.4 cho mình cái phôi cần súp ạ. À. Cái này phôi là cứng CX, trọng lượng là 398 g. Gram. 398 g ca nhá. Đây, phôi đời cao cho mình, hãng Shimano nhá. Đây. Đây, nguyên zin nguyên bản hết các anh nhá, không sơn nhá. Đây. Em mời các anh xem, đây. Rồi, cái này là cuối cùng phôi cần súp câu lục cho mình mã số 30 giá là 2 triệu 8 mặt à. mã 30 nhá giá 2 triệu 800 em xin kết thúc video tại đây Cảm ơn tất cả các anh đã xem hết video của em ủng hộ em một like và một lượt đăng ký đừng quên bấm nút thông báo để đón những video tiếp theo em sẽ ra nhá em sẽ ra vào ngày mai ạ à. em xin cảm ơn tất cả các anh rất nhiều chúc các anh đi cầu may mắn em xin chào tạm biệt